xin. Em hỏi về ý nghĩa của những bài rap anh viết. Anh có thể viết tặng em 10 bài nếu em thích. Muốn làm mọi thứ chỉ để được thấy em vui. Không yêu ai khen, anh chỉ yêu con em thôi. Quan trọng giống như là tiền hay là mạng sống. Anh có thể